Và bây giờ chúng tôi xin mời một cặp vợ chồng khác. Có hiếm muộn không? Không. Rồi, được ơn gì của Chúa. Thưa cha cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Kim Thanh, đang ở giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở quận 3. Dạ, thưa cha, con Đạo Tòng, con đang học giáo lý. Tên là gì? Dạ, con là Nguyễn Văn Nam. Nguyễn Văn Nam, anh đạo gì? Dạ, con trước đây là đạo Phật. Bây giờ vẫn đang đạo Phật đúng không? Dạ, đúng rồi, con chưa được rửa tội. Anh ấy là người đạo Phật, còn chị là người đạo Công giáo. Và hai anh chị đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Thưa cha, cách đây 2 tháng thì con chưa biết đến lòng thương xót Chúa là gì cả. Thì khi con theo má con đến đây để chữa bệnh thì con mới cảm nhận được là lòng thương xót Chúa. Thì con qua 43 năm con không có bỏ Chúa. Thì không bỏ Chúa hay là bỏ Chúa? Bỏ Chúa. 43 năm chị ấy đã bỏ Chúa. Chị bao nhiêu tuổi? Dạ con 56 tuổi. 56 mà 43 năm, vậy là bỏ Chúa từ năm 23 tuổi. Mới có em ước mơ mơ gì, tuổi 12, tuổi 13. Em ước mơ em đã, em được là tiên nữ. Em đã bỏ Chúa rồi. Thưa anh chị em, cái tuổi 13 đang đẹp như thế mà cô đã bỏ Chúa suốt 43 năm. Rồi nhờ đâu mà sau 43 năm cô đã nhận ra Chúa và cô quay trở về với Chúa vào tuổi 60 này. Và khi con đến đây thì con cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Con bỏ Chúa nhưng mà Chúa không bỏ con. Con được một gia đình là chồng con rất là hạnh phúc, nhưng mà con lại bỏ Chúa. Thì khi đó con về thì con ăn năn hối lỗi và con muốn là hàng tuần đến với Chúa. Và Chúa đã cho con đến hàng tuần và được 2 tháng này. Thì sau đó chồng con đã cảm nhận được cái tấm lòng của con, của Chúa. Thì chồng con là nhất quyết hai vợ chồng con là trở về với Chúa và đăng ký đi học giáo lý. Con rất là hạnh phúc khi mỗi ngày con được đến với Chúa và con đi học giáo lý. Trân trọng cái Phật cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Trân thấy cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người con quay trở về. Đây không những một người con mà mấy người con, hai người con. Một người là đạo gốc mà bỏ Chúa, còn một người đạo Phật là bắt đầu theo Chúa. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha cộng đồng, con năm nay 56 tuổi. 56 tuổi và anh đang là người gia đình đạo Phật suốt 56 năm. Và biến cố nào xảy ra để anh quyết tâm là đến nay 56 tuổi lập gia đình bao nhiêu năm? Dạ, con kính thưa cha và cộng đồng, con lấy vợ năm nay được 30 năm. Vâng, sau 30 năm và bây giờ anh mới quyết định quay trở về. Biết cố nào hay là động cơ nào thúc đẩy anh để anh quyết tâm là được học đạo để làm con của Chúa? Thưa cha và cộng đồng, con thì biết đến coi thế là giáo hội thì lâu rồi, từ ngày con lấy vợ. Thế nhưng mà con vẫn đi theo bên họ là đi đến nhà thờ nhất, nhưng mà con không có cảm nhận được về vấn đề lòng thương xót của Chúa. Thì khi hai vợ chồng con cùng với mẹ vợ đến đây thì con mới cảm nhận được coi thế là Chúa là coi thế là trên hết và là người coi thế là sẽ mang ơn và sẽ dìu dắt con vào đời và sẽ soi sáng ánh sáng cho đời của con. Cho nên là khi con đến đây xong, con về đến nhà thì con bảo với vợ con là thôi anh đi học đạo để xin cha coi thế là cầu nguyện cho anh sống sống trở thành con của Chúa. Anh em thấy nếu mà xét về mặt tự nhiên nó có nghe cái gì nó hơi kỳ kỳ. Tại vì đến đây có thấy cái gì đâu. Đâu có thấy nhà cao cửa rộng, đâu có thấy đền đà nguy nga, đâu thấy tượng đài lộng lẫy, mà đến đây chỉ thấy người không là người. Đến đây chỉ thấy những căn nhà nhỏ bé, khiêm tốn, hèn mọn. Vậy thì anh đến đây cái ấn tượng của anh như thế nào mà anh quyết tâm là sau 30 năm anh đã đi nhiều nhà thờ,
anh đã đi nhiều nơi với vợ của anh, nhưng anh vẫn không cảm, không có động đậy. Nhưng mà đến đây, cái gì đã làm cho anh phải quyết tâm mà đến với Chúa như vậy? Và thưa cha, với cộng đồng thì con đến đây, cái thứ nhất là con được nghe cha giảng. Và thứ hai nữa là con được chia sẻ, coi thế là từ các cộng đồng, coi thế là khắp miền đất nước, thì coi thế là Chúa coi thế là không bỏ một ai và luôn luôn giang tay che đỡ cho những người coi thế là lầm lỗi và bệnh tật trên khắp thế gian này. Tạ ơn Chúa. Ngay từ gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa, làm chứng cho má. Má của chị bao nhiêu tuổi? Má con năm nay 76 tuổi. Má chị là người đã dẫn hai vợ chồng chị đến đây phải không? Dạ vâng, má con đến đây chữa bệnh. Thì khi cách đây hơn 10 năm thì má con từ thoái hóa khớp, dạng tĩnh mạch, rồi mắt mờ. Đến thời gian này thì con nghĩ chắc là chỉ đợi đến lúc má con ngồi xe lăn và mờ không thấy được. Nhưng mà khi đến đây cùng với chúng con thì bây giờ má con đi được và sáng tỏ hết và khỏe. Chúng ta thấy Chúa thật là tuyệt vời. Chúa dùng một người mẹ 76 tuổi gần đất xa trời với những căn bệnh suốt 10 năm là mờ mắt, là đi không được, là thoái hóa và bò thôi, chân không bước được, mắt không nhìn thấy, vậy mà dẫn một đứa con bỏ Chúa, một đứa con chưa biết Chúa đến với giáo điểm tin mừng này. Bà ấy không đi được thì lấy gì bà ấy nói rằng hãy đến với Chúa? Bà ấy không nhìn thấy gì thì bà ấy bảo làm sao mà đến mà thấy Chúa? Vậy mà Chúa dùng cái điều kỳ diệu như vậy, vì Thiên Thần nói với Đức Maria là đối với Chúa không gì lạ. Mày lên, đối với Chúa không gì lạ. Cứ nghĩ thử coi, đáng lý ra phải dùng một ông cha, một bà sơ, một ông thầy hay là giáo lý viên đến để nói cho chị này về lòng thương xót Chúa, đến để dạy giáo lý cho anh này. May gì anh ấy còn biết lý sự với anh ấy thì may gì. Không, tao không cần cha thầy sơ nào cả, tao chẳng cần cái người nào khỏe mạnh cả, tao cần bà già 76 tuổi. Ta cần một bà già lết đi không được, ta cần một bà già mắt mờ không nhìn thấy rõ, vậy mà bà ấy không đi được mà bà lại dẫn hai đứa con khỏe mạnh. Bà ấy không nhìn thấy gì mà bà ấy đưa hai đứa con này được đến để nhìn thấy lòng thương xót Chúa. Và anh ấy đến, anh nhìn thấy, chứng kiến thấy anh chị em đến đây lạ lùng quá, ơn Chúa ban kỳ diệu quá. Và ngay người mẹ của anh ấy bây giờ đã đi được, đã sáng mắt ra, thì mắt tâm hồn của anh ấy cũng mở ra, mắt tâm hồn của chị ấy cũng sáng ra sau 40 mấy năm mờ tối, sau 50 mấy năm không nhìn thấy Chúa, bây giờ đã thấy Chúa đến giàu lòng thương xót. Tôi gửi tặng cho anh chị tấm ảnh mừng anh ngày sắp đã nhận bí tích rửa tội. Tôi không biết anh sẽ được rửa tội ngày nào, nhưng mà 16 tháng Giêng năm 2018 tôi gửi tặng anh cái máy 300 bài giảng. Có rồi. Rồi, vậy thì ảnh Faustina. Vâng, đây, tặng cho anh tấm ảnh Faustina để mừng anh sắp đã nhận bí tích rửa tội. Và đây là CD nha, ca đoàn Faustina. Dạ, bây giờ con xin áo ước con một ước nguyện cuối cùng nữa là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho hai đứa con của con nó sẽ trở về với Chúa. Thì hằng tuần, dạ, một đứa 29 tuổi, đứa 22 tuổi, thì dạ, một đứa gái và một đứa trai. Thì hằng tuần con tới đây thì con cũng chia sẻ với con là cố gắng cầu nguyện, cố gắng học, đi nhà thờ, tại cháu ở bên kia hết. Để, dạ, một đứa ở Canada, đứa ở Mỹ. Vâng, vậy thì chị gửi cho nó dùng cái máy này, dùng cho tôi, gửi hết sang luôn rồi, và tốt quá, gửi sang Mỹ, sang Canada cho hai cháu rồi. Và một ngày nào đó thì nó sẽ về, và thứ nhất là dự lễ rửa tội của bố, và biết đâu qua lễ rửa tội của bố thì nó cũng xin được rửa tội. Hallelujah!